Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhiubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hiubo, xin chào 500 anh em. Tôi Văn Tiến, chào 500 anh em. Tôi Nguyễn Mạnh, chào 500 anh em. Tôi Cường Sơn, chào anh em 500 anh em. Chào anh em 500. Ok các bạn ạ. Anh em mình hôm nay sẽ thực hiện một món sốt cực kỳ cay, đó chính là anh em mình sẽ làm món sườn sốt siêu cay con ạ. Đó, đây là một tảng sườn mà anh mình chuẩn bị đây con này. Rồi, ôi, dịch mà nhà có cái táng này ăn nhỉ. Mà anh lại thích kiểu cái loại này nướng quẩy. Nướng thì thôi rồi. Nướng cái táng sườn này thôi rồi luôn con ạ, rất là to này, đúng không? Thanh sườn ra. Cái thanh sườn, cái táng sườn này nặng 5 cân nha con nha. Rất là nhiều, cái này cậu bình thường ở nhà mua về nấu sườn chua ngọt này ăn. Không thì như anh em mình ấy, nếu mà cả cái táng sườn to như này mang ra để nướng siêu cay gậm thì thôi rồi luôn nhỉ. Nhưng mà rất tiếc là dịch anh em mình không đi ra ngoài đồng để quay mấy cái món đồ nướng được. Nên là hôm nay thì anh em mình sẽ ở nhà để thực hiện cái làm cái món gọi là sườn sốt siêu cay con ạ. Siêu cay phải gọi là cấp độ một tấy luôn. Về lấu hoa luôn. Lấu hoa luôn à. Thì cái nguyên liệu của anh em mình gồm có tỏi này con này, tỏi băm này, ớt thì hôm nay anh em mình chơi hẳn xay ra cho nó lên cấp độ một tỷ các bạn ạ. Bình thường mà ớt anh em mình thái ra ấy, thì nó chỉ đâu đó cấp độ 200-300 gì đấy thôi, nhưng mà hôm nay là chơi xay ra như này kiểu như là nó nhỏ nhĩn ra ấy, thì cái độ cay của nó tăng cao nên là nó sẽ là cấp độ một tí nha các bạn nha. Nạp tí nước sinh tố ớt uống đi. Đó, bây giờ thì anh em mình sẽ phải chặt cái sườn này ra này các bạn này. Anh em mình không để cả táng được. Tí gọng thì hay thì nó như nào thì anh em sẽ biết này. Anh em có muốn thử ăn món sườn bóng đêm không? Em làm cho. Sườn đen xì đấy gì? Nó hay là anh mình để cái này để gọm nhờ. À, thôi. À, thế này đi. Anh em mình sẽ chặt đôi nó ra các bạn ạ, bởi vì nó dài quá. Anh em mình sẽ chặt đôi những thanh sườn này ra. Đó, nói chung là để đôi thì nó cũng to to rồi đấy, em thử ướm thử cầm nửa cái này thôi, thử gậm như này. Cầm luôn. Ấy dạ. Ấy dạ, cái này còn nhiều nhiều thịt. Nói chung là nó rất là nhiều thịt đấy con. Nhìn đây con này, thịt rất là nhiều này. Đó, những thanh sườn này thì anh em mình chặt xong anh em mình sẽ đem đi để chế biến cái món gọi là sườn sốt siêu cay cấp độ một tế nha các bạn nha. Sườn thật sườn tươi mới rồi. Ui. Đó. Đây em chặt thử một nửa cái ra cho anh xem nào. Em mở này, anh chặt đôi chặt cho nó vừa miếng. Đấy con ạ, anh mình sẽ để như này. Để như này nha con nha. Bình thường người ta sẽ chặt một cái thanh đôi như này sẽ chặt làm 3 hoặc 4 miếng gì đấy, nhưng mà anh mình sẽ để như này để gặm nguyên cái thịt của nó này. Để cái này. Nhìn không đã thấy ngon rồi, thôi chặt nốt đi để anh mình đem đi chế biến cái món sườn sốt siêu cay cấp độ một tế này thôi. Anh mình đã chặt xong hết số sườn đó rồi các bạn ạ, được một mâm sườn này con này rất là nhiều. Đó. Anh thịt của nó cũng gọi là ngon đét luôn. Ngon chưa? Dày. Anh mình sẽ phải cho vào để luộc trước con ạ. Bởi vì nếu mà anh mình cho vào sốt luôn thì nó sẽ kiểu lâu chín ấy, nên anh mình sẽ phải cho vào luộc cho nó chín trước. Đâu, anh kiếm đây, đây con này. Những miếng sườn này nhìn rất là ngon nha con nha. Nhiều thịt. Ăn thế này gọng thế này mới đã này nhờ. Bình thường kiểu sườn ấy, ôi, nói đùa đâu mà khi mà cứ nhắc đến sườn ấy là kiểu mình lại thèm cái kiểu sườn nướng các bạn ạ. Bởi vì ở đây nó nhiều thịt quá này. Khi mà tưởng tượng đến cái lúc mà nướng xong ấy, gặm cái số thịt này phê luôn. Sườn này ăn sướng nhưng mà sau mỗi tội được cái hay phải xỉa răng. Nhiều thịt quá. Nhiều thịt. Anh em mình sẽ cho vào để luộc này. Để nó chín thì rồi mình sẽ đem đi để sốt nha các bạn nha. Mình đang nóng lòng để xem cái món sườn sốt siêu cay cấp độ một tế này nó sẽ như thế nào nha các bạn nha. Sườn thì anh mình đã luộc xong đây rồi các bạn ạ, vẫn còn đang nóng này. Bây giờ anh mình sẽ cho tỏi với cả ớt vào để anh mình làm cái nguyên liệu sốt trước các bạn ạ. Đó. Đấy thì Mạnh nó có đi mua cái gì ấy, thì nó bảo là bon đớt thêm hai lọ xà tế cho nó cay các bạn ạ. Em nghĩ có khi anh phải đổi tên đi. Ở Việt Nam thì người ta không ăn canh như này đâu, chỉ có nhầm mình ăn thôi. Thế đổi tên gì? Thế vừa nãy là đặt tên là cái gì? Sườn sốt siêu cay à?
dạ. Như phải đổi thành sốt Thái siêu siêu cay. Đấy cũng được anh ạ, vì bên Thái người ta ăn cay. Đây Việt Nam những cái đặc tên nó thấy quá. Gọi ra ngoài ăn như thế này thôi anh ạ. Thế thì bọn này có ý kiến là sẽ đổi tên thành món sườn sốt Thái siêu cay các bạn ạ. Bởi vì bên Thái Lan người ta hay ăn cay. Đây phải gọi là cấp độ 1 triệu 1 nghìn rồi. 1 tế. Sinh tố em. Thôi không dám uống đâu. Nước em thử chấm một tí sinh tố mà. Đây là kiểu sinh tố các bạn ạ. Tay này tí là phải nghiêm cấm là không sờ vào những cái bộ phận. Ui đó ạ. Nước đóng ơi. Nước đóng ra đấy. Được không? Tỏi đã hơi xém xém rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho sinh tố ớt vào con ạ. Đây nha con nha. Ớt là toàn hạt và hạt này. Đó. Đâu sao thế không em? Để làm thì cũng ăn. Mỗi anh em mình thôi. Có khi anh em mình là người lai Thái mất rồi. Đúng rồi, thật phải lai Thái mới ăn được cái này. Ui giời ơi các bạn. Đây, đây là cái sốt siêu cay của anh em mình nha các bạn nha. Toàn ớt là ớt này các bạn này, ớt và tỏi. Em cho một chút gia vị chưa? Một chút gia vị vào trong đổ sườn vào đấy để anh em mình đảo luôn đi. Thì ăn mới biết nó cay như nào các bạn ạ. Rồi, em cho sườn vào đi. Đây con đây, sườn quá như mình xong rồi rồi. Ui 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 ui. Cường đáo lên xem nào. Ui giời. Là lấy tí ăn không chút ớt nào. Chuyển màu luôn rồi con ạ. Cái sốt quá như mình toàn ớt ớt thì nó chuyển màu đỏ luôn rồi. Sườn bây giờ chỉ nhìn thấy màu đỏ thôi. Đây mình đáo cho nó thơm đừng lên là xong anh mình sẽ bê đi để thưởng thức cái món gọi là sườn sốt Thái như mạnh nói nha con nha. Rồi, nó nhuộm màu luôn đấy, kiểu là nhuộm màu những thịt sườn luôn đấy. Ăn như này cay lắm này còn này. Siêu cay luôn. Đây, thanh sườn. Rồi, ngon quá trời luôn, đáo đi em. Đây con ạ, đây là gọi là kiệt tác của anh mình. Sau khi mà anh mình đã sốt xong, nhìn này các bạn này. Wow. Đây là coi như là thưởng thức được luôn rồi đấy. Chín rồi, bây giờ anh mình cho ra để đi thưởng thức thôi. Ui giời ơi, lắm quá anh ơi. Em mà giỡn. Ui. Thanh sườn này con này. Ui giời ơi, nó ngon quá. Ngon đấy, nhìn rất là ngon con ạ. Nồng quá. Đó. Em vét hết sốt đi. Không để tí sốt tạo ra. Anh mình sẽ ăn hết cả sốt luôn. Ăn hôm nay chắc về sợ ớt luôn này. Sợ ớt luôn à? Anh nhìn thấy cũng đẹp mắt mà. Ngon đấy, nhìn ngon. À, thế rồi, bây giờ anh mình sẽ bê đi để thưởng thức nào các bạn ơi. Hôm nay thì anh mình sẽ đánh chén ở trên mái tôn nha các bạn ạ. Trên mái tôn chứ không phải là ở một nơi mà như mình hay ăn dưới sân. Bởi vì cái món này ăn cay thì phải lên trên này để hóng gió trời thì cho nó bớt cay đi con ạ. Nào thôi, thằng nào thử đi thử luôn nào. Ui giời ơi. Nhìn thấy không? Tê rốn rồi. Quay một vòng cho các bạn xem cái người Việt Nam không ai làm như nhà mình. Nào, để thử xem nào. Mình mời các bạn nha. Ui giời. Môi này con này. Té lửa. À lóng ta. Rồi. Dày thịt quá. Mời bạn nè. Nào thử đi, thử đi. Cái cái đấy. Ôi giời ơi. Rồi, mình mời tất cả các bạn ăn. Nè. Nhưng mà ngon đúng không? Ngon nhưng mà quá. Cay quá. Lại còn bọt nước thêm gọi là hai quả sa tế à. Nó còn tỏi thơm thật đấy. Tỏi bên ngoài thơm. Thịt chắc.
bên trong thì được ăn cảm giác ngọt ngọt. Này kiểu anh mình chịu luộc không? Không chiên lên nên làm nước thì chiên phu. Chảy rất là vành mồm rồi. Sao chưa? Cắn miếng sườn gâm mồm. anh cho ông mày vừa báo là người Do Thái à? Lai Thái. Người Lai Thái cơ mà. Nhưng việc làm của ai làm như anh nhìn mình đâu anh. Ui. Kéo. Ăn này nhiều tỏi, vị thơm thật. Ừ, nhìn mấy anh em ăn ngon quá. Miệng này gọi này. Đó luôn. Nhưng mà nhìn ngon thật, nhiều thịt. Vào gần hết thành sườn. Không biết là có bạn nào dám ăn như kiểu anh em mình không? Kiểu ăn gần hết thanh bắt đầu thấy nó ngon ngon. Để nó rát mình mồm. Ngon ngon là kiểu như nào? Kiểu mình không được cay lúc đầu cắn, giờ ăn trôi lắm này. Càng ăn càng quen vị à? À kiểu quen đúng vị không? Rồi càng đúng không? Còn bắt đầu thấy giống người Thái rồi đấy. Anh thì chưa được trải nghiệm nhưng mà tí để xem nó cay đến mức nào. Mình sẽ thử chấm một tí nha cậu nha. Ngon. Cay đấy. Đúng như lúc đầu bảo rất răng quá anh ạ. Bức răng à? Anh ấy tí mua cho mỗi anh em cái đình xỉa chứ nó dễ. Tâm không xỉa được đâu. Cái thịt này, đấy là anh em mình còn lọc bớt thịt đi rồi đấy con ạ. Chứ không thì ăn nhiều thịt quá thì nó cũng kiểu mắc răng càng nhiều ấy. Ui dồi. Anh ơi, như em thấy em bắt đầu giống người Lai Thái rồi. Người Lai Thái là phải như thế nào? Đây. Trời. Ôi trời ơi. Thằng này chắc giống người Lai Thái nhanh. Thằng này Lai thật rồi. Đâu để xem nào. Hay là kiểu nhầm ngăn quen rồi. Anh nghĩ là quen vị ấy. Mới đầu thì cay cay xong là nó hết cay ấy. Còn có thứ tí giống anh em không? Thưa anh, đúng thật người Thái là phải ăn kiểu này. Ui đây rồi các bạn này. Quen rồi. Những cái miếng như này này. Toàn ớt với cả tỏi không thôi. Mình không mời có thịt các bạn nha. Ăn ớt nhá. Anh thì theo như em thấy thôi, anh em bỏ thịt đi ăn cái cốt không thôi. Thấy ta ăn cốt à? Ăn cái ngọt này. Ui tỏi wow. Ngọt đậm đậm. Anh cảm thấy anh giống người Lai Thái rồi. Thôi bay mình một nhà mà tỏi mắt. Nhưng anh thấy ăn thịt vẫn nhìn ngon hơn. Ui dồi ôi các bạn ơi. Em giờ thành người Thái rồi. Ăn cái sốt để mút mút tay ngon mày, thật. Mày gọi là mạnh Thái. Không, đặt là mạnh bằng cấp. Ngon. Anh quên rồi kiểu lắc cái tây rồi. Thì ở dưới này người ta vẫn gọi là Bangkok mà. Bởi vì cái làng của mình ấy có tên là Thái Phù các bạn ạ. Thì người ta thường ví với cả Thái Lan nên người ta gọi là Bangkok các bạn ạ. Tăng hơi Lai Thái rồi. Miếng này. Cậu người ta thường trêu gọi là ví dụ người ta sẽ gọi mình là bộ Bangkok hay còn gọi là bộ BKK các bạn ạ. BKK là kiểu cái gì nhỉ, cái gì của máy bay ấy, điểm đến tưởng tên của một công ty bảo vệ. Thì người ta sẽ gọi là kiểu Thái Phù với cả Thái Lan, xong người ta ví như vậy. Nên là người ta sẽ gọi là BKK hay còn gọi là Bangkok gì đây. Thái Phù mỗi nhầm mình là người Thái Lan. Cũng là lần đầu tiên thưởng thức cái sốt này mẹ sườn. Bắt đầu chuyển khẩu. Ăn ngon thật. Tiến giờ này cũng chuyển khẩu rồi, khi cũng đổi thành Tiến BKK. Rồi thì anh bộ vào anh không biết BKK thì là. Mạnh Bangkok. Ôi BKK. Lại ta đứng BKK. Vừa nãy mình thấy nó xì xoạt kinh quá. Giờ nó ăn kiểu như cảm giác là nó bị quen rồi các bạn ạ. Giờ em thấy ngọt chứ sao ấy. Ôi trời. Ăn ớt mà nhiều như này mà thấy ngọt thì chịu rồi. Thế anh em nào ăn cũng rất là ngon này.
Chắc là thôi bây giờ mình sẽ thử vào để trải nghiệm xem nó như nào thôi. Để xem có đúng là như vị mà nó tá không. Lúc đầu cay cay, lúc sau ăn quen vị rồi nó chuyển thành ngọt không nha các bạn nha. Bây giờ thì mình sẽ thử trải nghiệm xem là cái món sườn sốt Thái Lan. À quên, sườn sốt Bangkok xem nó như nào nha các bạn nha. Ui, thịt đây các bạn này. Ui. À, mình mời tất cả mọi người nha. Sườn sốt chân răng. Rồi, bắt chưa chưa rồi. Thử cũng bắt đầu tập tạ. Chẳng nghĩ đấy, anh lại thua bọn mày à? Vào nghe luôn à? Bộ biết cứ gà. Ăn bắt đầu không biết. Ui giời, đỏ hết mồm luôn. Chưa rồi, người Thái rồi, người Thái rồi. Chưa, cái này vẫn cay không ạ? Đấy, cái cay là không phải người Thái, người Việt rồi. Là không xứng đáng với tên bộ Kaka. BKK. À BKK. Mạnh bằng công tiền phụ kẹt. Cú kẹt á. Mình kiểu lấy tên cái địa danh đặt hết. Chung quy lại thì vẫn làm kiểu xuất phát từ Lai Thái các bạn ạ. Mặc dù mà nước khác nhưng mà vẫn thích chuyển khẩu đây đặt tên kiểu anh bộ hoa được phải được. Tên đánh bộ thọc lẹt thọc hẹt. Cái á? Mấy cái vừa mồm ăn, mấy cái vừa mồm ăn. Ui cái nhiều mỡ. Bởi vì sao mà mình lại làm một một vốc ớt như thế con ạ? Bởi vì không thể để thua mấy thằng trẻ con mới lớn này được. Nhưng mà trẻ con mà ăn được ớt thì này nó cũng ra gì rồi. Cái thịt đấy nó có cả thịt mỡ con ạ. Ăn nó hơi béo béo một chút. Là cả mỡ. Ừ. Đúng thật, anh Cường bảo mua cho mấy cái đinh xỉa răng. Mặc lắm. Tâm không xỉa đâu, gãy tâm ngay. Bạn nào mà có ăn quen rồi ấy, thì sẽ nghĩ rằng cái số ớt này của anh nhà mình bình thường. Nhưng mà bạn nào mà kiểu ăn không quen ấy, thì các bạn sẽ thấy nó rất là cay. Nên là bạn nào mà có muốn thử một lần trải nghiệm như này thì các bạn cũng thử xay sinh tố ớt ra xem vị cay nó như nào nha các bạn nha. Thử một lần đi Bangkok tại nhà anh. Ờ đúng rồi các bạn. Cay không thì cứ chuẩn khẩu ở chỗ nhà mình thì không biết thế nào. Rất là nhiều bạn bảo là tại sao mà anh nhà mình ăn cay như thế, bởi vì từ trước đến giờ ấy là anh nhà mình kiểu ăn cay quen rồi, nhưng mà bây giờ cái món gì mà không có cay ấy, thì cảm giác nó khó nuốt đấy các bạn ạ. Bứt rứt không chịu được. Kiểu nó không nuốt được ấy. Ừ. Đã lãi 4 cái rồi. Khiếp, ăn nhanh đấy. Ngon. Tuy nó cay cay một tí nhưng mà nó ngon con ạ. Anh đối với người ăn cay được như mình thì là cay cay một tí. Anh nói thế các bạn lại không biết, các bạn lại dã một đống ớt và do không ăn được thì. Đối với người ăn cay như mình gọi là không cay. Để một lốt thì mình ít thì nó ăn được sướng. Đây em ơi, bét ra cho mặt. Lóng lắm. Đây. Anh đổ cắm mầm vào được. Đấy à. Úi dồi ôi. Anh xa xa này, đi vừa mồm. Ây cô gọi mình bút nhân ăn quên đến giờ ngọt đến nền. Ôi ôi các bạn bọn trẻ con này hay bốc lên nghe anh ăn. Có miếng nào dễ cầm không? Đây đấy, anh phải lấy cái miếng hẳng to ấy. Mình không thể để cho bọn trẻ con này nó cười được các bạn ạ. Ra giờ ngọt. Căn bản là anh em mình tu luyện nghìn năm rồi các bạn ạ, nên là có thể chơi được như này nha các bạn nha. Giờ đến đẳng cấp cận thừa rồi. Úi dồi ôi. Anh ăn ớt không? Người đi đầu cũng phải như thế đấy nè. Giờ là thành tinh rồi. Thế giờ là phải chơi bài một ngày của danh cách cầm ớt sáng rửa mặt bằng hai đấu xúc miệng và một cốc sinh tố ớt. Anh bộ làm clip bị được. Ngon. À.
Anh giá như là ớt ngọt thế sao ấy. Tuy nó cay con ạ, nhưng mà cái vị lè nó ăn kèm tỏi rất là thơm. Rồi ăn thịt này, thuộc dạng kiểu nó rất là ngon đấy. Ừ, nhà có cái đinh mười sao? Chắc rằng đây ở clip này thì không phải là nói là mình thể hiện gì đâu các bạn ạ, nhưng mà để bọn trẻ con mà nó kiểu ăn như này mà mình không ăn được như thế thì nó cười. Đúng là bọn nó cười thật các bạn ạ. Nó cười. Rồi, lợn sườn ngon thế. Mặc dù quá, chẳng có giờ không cắn. Đây làm cái này đi. Cái nào ấy? À, mình không ăn được thì BKK mình... em. À tiến là phu kẹt. Úi giời. Uầy. Con ăn là không rất lăng. Không biết là mọi người nhìn thấy nào nhưng mà mình nhìn thấy bọn này ăn ớt kiểu hay là choáng luôn. Đi về em sợ sương mùi á. Hôm nay ấy, thì anh như mình được trải nghiệm cái món gọi là sườn sốt Thái Lan cấp độ 1 tế rồi. Như các bạn cũng có thể thấy là anh như mình ăn toàn ớt là ớt thôi. Lúc mà anh như mình xào lên toàn ớt đỏ này. Rồi bây giờ anh như mình còn vét cả cốt những thứ ăn ấy, thì các bạn đã biết là nó cay như thế nào rồi các bạn ạ. Và anh như mình trải nghiệm xong cái món gọi là Thái Lan và người mấy anh em gọi là người Bangkok Phu Kẹt, người Thái Lan, người Lai Thái ăn cái món này rồi thì các bạn sẽ thấy là nó cay như nào. Và cái món này thì thực sự là nó cũng rất là ngon, mỗi tội hơi cay thôi. Nên là bạn nào mà có muốn thử trải nghiệm cái cảm giác người Lai Thái thì các bạn có thể làm giống như anh em ơi. Còn đây như mình trải nghiệm xong rồi thì anh mình xin phép là dừng clip này ở đây. Nếu các bạn mà thích clip này của anh mình hay thì các bạn tiếp một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ anh mình nhá. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh mình. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.